Ok, chào các bạn. Hôm nay mình sẽ unbox chai nước hoa đã bị discontinue của nhà Kilian. Đây, đây là tên của chai nước hoa nè, Raoul. Thì cái chai này thuộc bộ sa mạc phương Đông. Theo mình biết thì hình như là Kilian đã discontinue tất cả các chai trong bộ này rồi. Nó gồm Raoul, Mert, Oud, Pour Oud và một số chai nữa gì đó, nhưng mà cái chai của mình nó là cái bản cũ nào, có hòm đàng hoàng nha. Ok, các bạn nhìn sơ qua cái chai nè. By Kian, cái concept của nhà Kian này thì nó rất là luxury nha, luxury gì đó. Ok, thì mình giờ mình bóc thôi. Các bạn yên tâm là trong những cái clip ảnh bóc của mình thì sẽ không không có cái em sale nào mà nó còn tồn tại được đâu. Mình thì dính rồi. Ok, hơi bạo lực. Chiếc hộp đen rất là sang trọng. Số cái hộp nó vừa khít luôn, nó hơi hơi khó rớt. Nó có bọc một cái lớp mà nhung. Trống trơn lại, không còn gì nữa. Đây, rất là đẹp. Tháo cái lớp nhỏ vỏ nhôm người ra nha. Đây, bộ nhẫn vàng đó. Các bạn thấy nè, nó khóa vàng của Kỳ Lân nè. Hơi mờ xíu. Này ở kiểu gì ta, nó hơi hơi khít nhá, mở nó hơi khó. Cấn như này sắp ra rồi mấy bạn ơi, các bạn chịu khó chờ xíu nha. Mình cũng lần đầu anh bóc cái em này nên là nó lần đầu nó hơi khó xíu. Ok, sắp ra rồi, kéo nó ra rất là khít nha. Wow. Wow. Rất là đẹp. Ok. Sa mạc phương Đông. Tuyệt vời. Bóng bẩy. Khi là ok, mình sẽ mở nó ra coi xem bên trong có gì nha. Chìa khóa như bình thường, chìa khóa hòm, mọi người có thể gọi là hòm. Đây, chìa khóa
Giấy của Kieran hay bài Kieran. Ok, bọn nó qua bên đi, mình chào dùng khóa lại đâu. Đây là nhân vật chính đây, Raoul bài Kieran. Độ hoàn thiện sản phẩm của Kieran rất cao nha, các bạn nhìn nào, vỏ chai cực kỳ dày luôn, nhỏ nhưng là rất là sang trọng, đúng kiểu luxury luôn đây. Ok ok tới đây có lẽ là mình sẽ kết thúc video, sẽ trở lại với các bạn sau nhé.